Hi hey, hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Nhóc MT Rồi một lần nữa được cho Nhóc MT gửi đến toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới thật sự vui vẻ Đầm ấm những tiếng cười cũng như là niềm vui các bạn nhé Rồi đấy anh em thấy không, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm với anh em một cái video Đó chính là, Rồi mình anh em đợi mình một xíu nhá Mình sẽ làm cái gì đây, mấy xbox là 8 xbox à Rồi kề okay, quẩy luôn đúng không anh em À, rồi đấy <laughs> hôm nay thì mình sẽ làm cái uh, video về cái con dòng lửa các bạn nhé thì uh, dòng lửa là một trong những cái đơn vị mà chúng ta có thể thấy rằng là đến khá sớm với chúng ta à, con dòng lửa này đến với chúng ta từ bắt đầu Han 7 các bạn nhá. Anh em nào nhớ Han 7 thì chúng ta có một cái cái con dòng lửa level 1 đúng không anh em? Dòng lửa level 1 rất huyền thoại đó chính là con dòng lửa màu xanh, màu xanh ken két luôn, xanh như màu lá cây luôn đấy. Màu lá cây như nào nó xanh như thế. Rồi thì đây là con dòng 7 của mình Con dòng 7 thì anh em có thể thấy rằng là nó chuyển sang một màu đỏ huyền thoại Đuôi có lửa, mắt ra lửa rồi có sừng xiếc các kiểu là điểu cả Dòng lửa là một trong những cái đơn vị đánh cũng khá khó à, Không phải là khó mà thật ra là à, điều khiển khá khó các bạn nhá. Tuy là một đơn vị rất khỏe, rất trâu nhưng mà khi càng lên thô cao hơn thì mình nghĩ rằng là anh em phải có một cái <laughs> Cái sự quen tay nào đó thì anh em có thể điều khiển được đàn rồng này đi đánh các bạn nhé Còn với mình thì thật ra mình đánh rồng lửa cũng khá nhiều ờ, nhưng mà đến bây giờ thì nói thật với tất cả các bạn là mình vẫn chưa thể đánh được cái combo dòng lửa này nói thật với tất cả các bạn thế ấy. đấy là combo thôi còn nếu mình thì mình đang đi choi vui thì mình cũng không biết là như thế nào hôm nay thì mình sẽ sử dụng combo choi vui đó chính là chay dòng lửa đi thiêu đốt nhà đối thủ đúng không anh em thì thật ra là con dòng lửa 7 này là một cái con dòng lửa khá hay <laughs> các bạn có thể để ý rằng là dòng lửa 7 thì đuôi có lửa đúng không anh em và khác ra lửa thì chắc chắn là phải khỏe hơn rồi thì đây các bạn có thể để ý rằng là sát thương mỗi giây là 310 Máu 3.600 chi phí huấn luyện là 30.000 tiên dược Thời gian huấn luyện là 3 phút Rồi mục tiêu là bất kỳ loại sát thương là lan theo khu vực à, Mục tiêu là trên bộ trên không Không gian chiếm dụng là 20 khá ít các bạn có thấy không à, Tốc độ di chuyển Thật ra tốc độ di chuyển nó đi vào thuộc hạng gọi là trung bình yếu Bởi vì sao à, Nó là tốc độ di chuyển có 16 thôi các bạn ạ à, Khá Rồi cũng thuộc vào khá đấy, chứ không phải là trung bình yếu nữa Rồi, trung bình yếu thì nó cứ rơi vào Yếu, mình nghĩ rằng trung bình yếu thôi Vì là Khá thì mình nghĩ khoảng tầm 18 Đúng không anh em, 18-20 Còn giỏi thì cỡ phải tầm 22 Còn yếu thì nó rơi vào cỡ khoảng tầm 12, rồi ok thì mình sẽ sử dụng bình uh, cường hóa lên các bạn nhé thì uh, cái combo mình muốn sử dụng mang đi uh, thì các bạn có thể thấy rằng là mình không uh, mang theo những cái bình thần chú bình thường uh, ví dụ như là những bình lộ những ví dụ như là bình băng bình tốc đúng không anh em hay làm những cái bình uh, gì đấy anh em thích mang theo hôm nay thì uh, có một cái sự đặc biệt đó chính là hôm nay thì mình sẽ cho nó kết hợp với những cái bình spell rơi thì uh, các bạn có thể thấy rằng là spell rơi là một trong những cái bình khá hay uh, đánh cũng rất hay uh, từ khi mà spell rơi uh, có bị giảm giảm cái um, tốc đánh cũng như là cái um, số lượng xuống thì spell rơi đã bị uh, mất uh, mất cái vị trí uh, rất nhiều nhưng mà cái cái combo spell rơi này nó vẫn là một cái combo mà mình nghĩ rằng là đi chơi cũng như là đi đánh cũng khá hay rồi thì không biết là quan điểm của anh em như thế nào thì anh em có thể để lại một comment bình luận bên dưới với mình còn quan điểm của mình thì là tuy là spell rơi có giảm sức mạnh nhưng mà mình cảm thấy là cũng vẫn đánh được đúng không anh em rồi đây các bạn có thể để ý đây là một căn nhà han 12 à, rồi đồ đạc các kiểu cả mình không để ý lắm đúng không anh em gì hôm nay mình đi choi mà đây là chính bởi vậy mà mình Ây, nhà này thì nghèo làn quá nhỉ có di chuyển lên nhà khác không 73.000 44, mới 44.000 dầu thì nói thật với anh em là đánh như này thì âm 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 vỡ đầu đúng không anh em à đây thì hiện tại đang Titan 3 lên tìm cũng khá dễ thôi ui giỏi ôi tìm toàn ra những nhà nghèo đây, nghèo lay làm sao đánh nổi đây ôi ôi hay là cái số của mình nó là như thế rồi không biết nữa thôi thôi, thôi, thôi thôi thì nghèo cũng phải đánh thôi bây giờ lại cứ bắt anh em phải chờ đợi thì nói thật với anh em là không được đúng không anh em rồi à, dòng lửa thì các bạn à đây mình sẽ à, sử dụng con dòng lửa đây luôn các bạn nhé, hai con dòng này à, ba con dòng này đánh dòng lửa là nó mình cũng à, có cảm giác là cũng hơi khó không phải là dễ nhưng mà cứ đánh thôi đúng không anh em rồi, chơi luôn. Ui giỏi bom này. Các bạn có thể để lại một comment bình luận bên dưới giúp mình là mình đánh dòng lửa như vậy là đã ok chưa các bạn nhá. Rồi, thì mình có vẻ mình thả hơi sát nhau nhà anh em nhỉ. Rồi đây bây giờ thì mình sẽ cho spell rơi vào đây thôi đúng không anh em? Spell rơi này à có một bịch lộ kìa ui giời ơi lại còn đó có đại quản giáo nữa kìa ui giời ơi đây 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 gồng luôn gồng luôn rồi spell rơi đâu có một bịch lộ này chơi được đây, đây, đây. bịch lộ thì thôi để dành vậy à rồi hay quá bắt luôn con nhà chính à ai à, rồi ôi chơi kìa tới bến và tới tầm lại lém lót bịch lộ này Đấy, anh em thấy không có một bịch lộ thì nó khác hẳn ngay vâng có một sự khác bọt khác không hề nhẹ đúng không anh em khi mà có những bịch lộ rồi Bây giờ thì kinh Queen mình sẽ thả dưới góc này các bạn nhá. Đấy, anh em thấy không? Inferno Tia. Cứ thoải con nhà bà máy nhà này nó thật với anh em mà dòng lửa mà không quạt được nổi nữa thì thôi đấy anh em có công nhận với mình điều đấy không? Ơ, à, cái con à, đại quản giáo nó biết tránh à, pháo đại bàng hay sao anh em ạ? Mình cứ thấy pháo đại bàng rơi xuống lại lách bên này xong lại lượn bên kia, hay phết đấy anh em ơi. Rồi, không biết là anh em có nhìn để ý thấy không? À, hình như mình đoán thế nhưng còn không biết là nó có phải là như thế không? Rồi đấy anh em thấy không? Tù tội quá nha. <laughs> rồi à, bị à, rơi vào bẫy lốc xoáy rồi may có kinh Queen cân tem không thì à, trận này chỉ có mà ngoẻo rồi hay quá rồi úi rồi kia 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 nhanh 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 giỏi ôi rồi ôi. bắn có mấy phát thôi mà ông đại quản giáo đã xuống tí máu đấy rồi anh em có thể thấy không rồi đấy hôm nay thì thật ra đi chơi vui với anh em thôi nên là rồi anh em à, có cảm nhận với các combo như này như thế nào combo này thì thật ra là mình muốn tạo cho anh em tiếng cười niềm vui thôi các bạn nhé thì đây cũng mình cũng không biết là cái combo gì rồi là mình sẽ là, lần sau thì mình sẽ làm cái combo uh, dòng xét với lại bình spell rơi uh, đấy anh em thấy không và còn video sau nữa thì những cái uh, ví dụ như em ba bi này với bình spell rơi thì sao đúng không anh em hoặc là những em minion này, anh em thích đơn vị quân nào thì anh em cứ bình luận bên dưới có thể là chơi cả healer luôn nha anh em nhá healer với spell rơi các kiểu các đà hiểu một khi mình đã máu lên rồi đúng không anh em thì ngại ngần gì nữa mà không chơi đấy ngại ngần gì nữa đấy spell rơi được cái bình spell rơi thì được bình uh, spell rơi hai à bình spell rơi năm yêu cầu làm lốt bình lộ các bạn nhá uhm... rồi mình sẽ xin bịch lộ nào không biết là có anh em nào đang on không À bốn anh em đang on. Rồi Trần Khương chào tất cả anh em rồi chào bạn à, mới vào nhá. Hai à, bạn à, mới vào. Rồi ok. Rồi cảm ơn à, từ Trần Khương. À, khoai tây rồi chào khoai tây em. Đấy các bạn đang qua thì mình sẽ không quay nữa và mình sẽ đến với cái trận thi đấu thứ hai luôn các bạn nhá. Trận thi đấu thứ hai là à, quẩy luôn cái trận thi đấu thứ hai là bởi vì à, sắp hết khiêng rồi này. Là, đấy. Cái gì đây? À, hàng rào xóa luôn à, bạn có muốn xóa khiêm phòng hộ không? à, khóa làm xóa làm gì đúng không anh em? xóa làm cái gì? rồi ok, đi luôn, quẩy luôn, chiến đấu luôn. rồi thì, uh, tiếp tục dòng là hôm kia thì anh em có xem để ý không? khi uh, miley đánh một cái trận mà đánh uh, combo dòng cực hay, hôm nay mình cũng đua đòi theo là đánh uh, theo combo dòng. lên uh, uh, xem cũng có rất nhiều những anh em đánh dòng rất hay nhưng mà nói thật với anh em là <laughs> mình thì đánh hơi tù tội một tí đánh hơi gà, nói thật với anh em là đánh rất gà với cái combo dòng này. Rồi đây căn nhà Hàn 11 mắc rồi, nhà này thì nói thật với anh em là chưa chắc nó vạ rồi người ta đâu. Nhưng mà thôi cứ đánh thôi đúng không anh em, một khi mình đã máu lên rồi thì ngại ngần cái gì đấy, đúng không? Đấy, chặn này thì mình bơi hết dòng vào nhà cái nhà này luôn các bạn nhá. Bơi 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 đấy anh em lại thấy... Ui 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 à, dòng khá ít nhỉ. À, có các bạn bảo là dòng nếu mà thả như thế này thì dễ bị pháo đại bàng bắt À nhà này không có có pháo đại bàng À rồi đây đây đây, đây. Theo, thả, rơi theo đúng kiểu là uh, phong cách của bên uh, nước ngoài Tây Âu Tây Á gì đây Đấy anh em thấy không Ui giời ơi có cả dòng xét nữa cả Trời đấy ơi giờ gồng luôn ông đại quản giáo lên này ơi giời ơi trời đấy này Rồi kinh queen này Ui giời kinh queen đại quản À kinh queen bây giờ mới thả xuống rồi tới bến luôn này vâng ui giờ có cả ôi giờ có cả dòng xét nữa quạt cả ai giờ một nháy này không cần biết mình cứ có một nháy đã mình làm gọi là vốn đã đúng không anh em gồng anh queen lên cái chơi cho nó vui ui giờ ui rồi anh em này thấy không bây giờ gặp cái bẫy lốc xoáy để cá một cái đàn này nó cứ bị gọi là lốc nhưng mà xoáy ở trong đấy rồi rồi, ui giời ơi, ông đại quản giáo ra đi mất rồi, em đi mất rồi, đấy, đúng không anh em? ui giời ai giỏi anh anh, anh 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 dòng xét này lại ra đi rồi đấy biết ngay mà cứ gặp anh Quynh mà ở đấy mà là, là thổi anh kinh à, anh, anh, anh ấy cho quẹt luôn rồi ok rồi ba chú dòng lửa ui rồi một chú ra đi kìa vâng lại hai chú ra đi kìa ai giờ chị Quyên này lại ra đi đấy lại may kịp gồng chị Quyên lên phát ui rồi cũng vừa kịp may làm được cái nhiệm vụ anh em ạ Hay hay thế cơ chứ Ôi giời con con dòng lửa này mà nó không bị uh, con kinh này mồi thì đúng nói thật với anh em là ăn được một nháy rồi. Uh, <laughs> ăn được cái, uh, cái 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 tháp phòng không này coi như là thắng rồi đấy đúng không anh em? Và nhưng mà hơi tiếc. Ôi giời anh kinh bây giờ vẫn cứ chém khổ thần thế chứ. Hồi anh em thấy không? À, ai dạ ai là dạ, chị Queen bây giờ vào mới bắn. Ui giời ơi anh kinh anh chém cho bây giờ nói là không nghe thôi à, trời, vui thế thôi đúng không anh em anh kinh này một mình thì anh em thấy cái khổ sở chưa chém bây giờ ưu giỏi bây giờ mới lọc lõng ra đây kinh 50 ra đây ra chém nhau đánh nhau cái là à à à à à ra rồi ra rồi ra rồi ra rồi ơi kìa quay lại đánh nhau kìa ơi 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 kìa ơi giải bom biết nhiều đấy ui rồi ui rồi ôi chưa kịp làm gì <laughs> Chưa kịp làm gì anh em ạ Rồi thôi Buồn không người chứ rồi, Thật sự rất buồn luôn đúng không anh em Ok thì hôm nay video choi vui của mình đến đây kết thúc rồi Hẹn tất cả các bạn vào những cái video sau nhá Một lần nữa thì cho nhóc MT Được xin chào và gặp lại tất cả các bạn Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật sự vui vẻ Anh em nhớ like share và nhớ đăng ký kênh của mình Để chờ đón những cái video mới nhất các bạn nhé Giờ thì xin chào và gặp lại tất cả các bạn